Muốn nhanh thì phải từ từ, bình tâm tĩnh khí mới dư phúc phần. Bảo Trung xin kính chào quý khán thính giả của Lắng Đọng Đêm Về DKN TV. Đường đời mỗi người cũng giống như đường đua marathon trên sân vận động vậy. Con đường ấy có thể kéo dài vô hạn và bạn phải chạy liên tục không ngừng nghỉ. Vậy bạn sẽ lựa chọn cách chạy như thế nào? Và đích đến cuối cùng ở đâu? Người có phúc khí hiểu được mọi thứ đến với mình không phải bởi sống nhanh mà nhờ vào sống chậm. Vì sao lại nói như vậy? Một, nếu chỉ biết chạy nhanh, một người sẽ không đến được vạch đích cuối cùng. Những ai từng tham dự các sự kiện marathon hoặc cuộc đua đường dài thường xuyên đều hiểu sâu sắc rằng chạy quá nhanh sẽ lãng phí năng lượng, khiến họ thất bại ngay từ giữa cuộc đua mà không thể về tới đích. Liệu bạn có giống với loại người dễ bị kích động, vừa nghe thấy tiếng súng báo hiệu liền vội xông ra ngoài, cắm đầu cắm cổ chạy, hay là một người điềm tĩnh tiến từng bước vững chắc về phía trước theo cách của mình? Nếu làm theo phương pháp chạy trước dẫn đầu, chúng ta chỉ có thể nhất thời hành động như một anh hùng mà không thể hoàn thành được toàn bộ chặng đua. Nếu chúng ta thực hiện theo phương pháp chạy sau, duy trì tốc độ vừa phải, đều đặn, thì tin chắc chắn rằng chúng ta sẽ có thể tích lũy năng lượng để vượt qua hầu hết đối thủ trong cuộc đua đường trường. Tại sao điều này lại xảy ra? Bởi vì thể lực con người là có hạn. Thân thể được tạo nên từ máu thịt, không thể cứ một mực chạy nhanh, nếu không sẽ gục ngã. Nếu chúng ta hiểu được sống chậm, chúng ta sẽ đạt được nhiều thứ hơn cả khi sống nhanh. Trên thế giới này, chỉ có hai loài động vật có thể lên tới đỉnh của kim tự tháp. Một là loài đại bàng có lợi thế bay lượn, hai là ốc sên, loài động vật mà chúng ta đều xem thường. Tích lũy kinh nghiệm, thận trọng từng bước, đấy là trí tuệ của ốc sên. Mặc dù ốc sên là loại động vật nhỏ yếu, nhưng nó lại có thể vượt lên chính mình, vượt lên người khác mà sánh ngang cùng đại bàng. 2. Ba phương diện nên sống chậm lại. Trong thế giới nhất mực đòi hỏi nhanh, cuộc sống của nhiều người dần trở nên tê liệt. Họ đã lãng quên nguyện ước lúc ban đầu của mình. Đến cuối cùng, họ cũng không biết cái gọi là nhanh này đối với họ có ý nghĩa gì. Hết thảy những điều này đều có thể nhìn thấy từ cuộc sống của chúng ta. Về ăn uống, chúng ta không còn mặn mà với những bữa cơm gia đình mà thích đồ ăn nhà hàng, đồ ăn nhanh hoặc ăn mì ăn liền. Vậy, những đồ ăn nhanh này sẽ mang đến giá trị dinh dưỡng gì cho thân thể chúng ta? Tại sao chúng ta lại thích ăn những món ăn này? Về phương diện văn hóa đọc, chúng ta không còn quan tâm nhiều đến những cuốn sách in bằng giấy mà thay vào đó là sách điện tử. Trong quá trình đọc, chúng ta chỉ nóng lòng muốn biết kết cục câu chuyện, sau đó mới đọc tiếp cuốn sách. Loại phương thức đọc nhanh này có thể khai mở trí tuệ cho chúng ta hay không? Về bước đi, chúng ta không còn yêu thích việc đi tản bộ hoặc đi chậm nữa. Chúng ta một mực yêu cầu bản thân phải chạy nhanh một chút, đến nỗi không quan tâm đến mọi người và cảnh vật xung quanh. Vậy, hành động nhanh có thể mang đến cho mọi người cảm giác thoải mái chăng? Nhanh dần trở thành một đại danh từ trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta lại không biết rằng phần nhiều những thứ nhanh trên thế giới này đều có hại. Chỉ bằng cách hành động chậm rãi, chúng ta mới có thể hoàn thành công việc một cách tốt nhất, mới có thể nâng cao được chất lượng cuộc sống. Người càng có phúc khí thì lại càng biết sống chậm ở ba phương diện trên. 3. Người càng có phúc khí càng hiểu được sống chậm. Trong quá trình tận hưởng cuộc sống sinh hoạt, chúng ta không nên yêu cầu bản thân phải sống nhanh mà cần ổn định. Lời nói từ tốn và ổn định sẽ vượt lên hết thảy. Cho dù là tập thể hay một người, có thể ổn định tâm thì mọi thứ sẽ ổn. Đây là một loại tư duy sáng suốt. Một khi truy cầu nhanh quá mức,
người ta sẽ dễ gặp trắc trở trong cuộc đời, thậm chí còn bị người khác lợi dụng, lừa gạt. Cuối cùng cái được chẳng bù cho cái mất, thậm chí cả người và của cải vật chất cũng chẳng còn. Thử nghĩ, vì sao mà nhiều người bị thu thuế chỉ số thông minh? Bởi vì họ phát tài quá nhanh. Người có phúc khí hiểu được mọi thứ đến với mình không phải bởi sống nhanh, mà nhờ vào sống chậm. Người càng có phúc khí càng biết làm cho công việc của họ chậm lại. Tôi từng thấy một thanh niên vừa mới tốt nghiệp từ một trường danh giá. Lúc mới vào công ty làm việc được ít ngày, anh ta đã nóng lòng muốn thể hiện bản thân, thậm chí còn nói chuyện khoác lác với lãnh đạo để được sớm thăng tiến. Sau một thời gian ngắn, nam thanh niên bị lãnh đạo đuổi việc. Lý do sa thải rất đơn giản: cậu không nắm được nghiệp vụ và không nghiêm túc trong công việc. Thực chất, đằng sau sự thất bại này chính là anh ta muốn nhanh được thăng chức, tăng lương mà quên mất điều căn bản của một nhân viên là làm việc một cách thực chất, đoàn kết với người bên cạnh, nâng cao năng lực và nghiệp vụ của chính mình. Đoàn kết nhân tâm, nâng cao năng lực nghiệp vụ không phải là việc có thể làm xong một sớm một chiều, mà là kết quả của sự tích lũy không ngừng trong nhiều năm. 4. Người càng có phúc khí càng biết sống chậm để tu dưỡng thế giới nội tâm. Đối với một người bình thường, nếu anh ta muốn có dáng vẻ tốt đẹp khi đứng giữa thế giới này, thì cần phải làm được điều gì? Rất đơn giản, đó chính là anh ta cần lấp đầy thế giới nội tâm mình. Vậy làm sao để lấp đầy thế giới nội tâm của một người? Cách tốt nhất chính là dùng tâm thái sống chậm để tu dưỡng nội tâm, giống như khơi thông dòng chảy, để cuối cùng nước có thể thuận lợi chảy về biển. Thế giới nội tâm là biểu tượng cho cảnh giới của một người. Đối với người có thế giới nội tâm hoàn chỉnh, cảnh giới của anh ta sẽ tuyệt đối không thấp. Nhưng nếu thế giới nội tâm không được hoàn thiện, thì đến cuối cùng anh ta cũng biểu hiện ra sự thiếu hiểu biết của bản thân. Trong thế giới phức tạp này, điều chúng ta có thể làm là đừng chạy theo xu hướng mà đánh mất chủ kiến của bản thân, quên đi tâm nguyện lúc ban đầu của mình để theo đuổi cái gọi là sống nhanh. Ngược lại, chúng ta phải luôn mở rộng tầm mắt để nội tâm trong sáng, thấu hiểu mọi thứ mà sống chậm lại để biết hoàn thiện bản thân. Càng sống trong xã hội có nhịp độ nhanh, chúng ta càng nên sống chậm lại để không bị lạc lối. Đôi khi, chúng ta cũng cần sống chậm hơn một chút để tích lũy sức mạnh và đạt được thành quả mong muốn. Để kết thúc chương trình ngày hôm nay, Bảo Trung xin gửi tặng quý vị một câu chuyện trong văn hóa truyền thống về trí tuệ của sống chậm. Chuyện Tử Khánh làm mộc. Trong Thiên Đạt Sinh, Trang Tử kể câu chuyện người thợ mộc. Đây là một người thợ mộc nước Lỗ, tên gọi Tử Khánh. Anh ta cắt gỗ để chám. Chám ở đây là chám cột trụ giá treo chuông trống. Trên có điều khắc trang trí các mãnh thú. Chám còn có một cách giải thích khác nữa, đó là một loại nhạc cụ. Trên có điều khắc trang trí hình con hổ. Người thợ mộc này có thể chạm ra các tác phẩm, khiến người trông thấy kinh hoàng như thấy quỷ thần. Người nhìn thấy các tác phẩm của ông đều kinh ngạc vô cùng, cho rằng đó là quỷ thần chế tác, chứ con người làm sao có thể làm được như vậy. Những con thú trên cột sống động như thật. Danh tiếng của Tử Khánh truyền xa, rồi truyền tới tai nhà vua. Thế là vua nước Lỗ triệu kiến người thợ mộc Tử Khánh, muốn hỏi bí quyết huyền ảo diệu kỳ trong đó. Tử Khánh rất khiêm tốn, nói: thần là thợ mộc, thần nào có bí quyết gì? Hoàn toàn không có kỹ xảo nào cả. Ông nói với vua Lỗ: khi thần chuẩn bị chạm trổ, thần không dám hao phí chút sức lực nào của mình, mà dụng tâm trai giới. Mục đích trai giới là để tĩnh tâm, khiến nội tâm mình thực sự yên tĩnh lại. Trong quá trình trai giới, khi trai giới đến ngày thứ 3,
thần mới có thể quên được mừng thượng tức lộc. Cũng có nghĩa là ý nghĩ sau khi thần thành công có thể được phong công, được thưởng, được chúc mừng thì đều phải vứt bỏ hết. Cũng có nghĩa là trai giới đến ngày thứ ba, thần đã có thể quên lợi. Trai giới đến ngày thứ năm, thần đã có thể quên được khen chê đẹp xấu. Cũng có nghĩa là đối với lời phỉ báng hay ca ngợi, thị phi đúng sai, mọi người nói thần làm tốt cũng được, nói thần làm tệ cũng được, thần đều không để ý nữa. Cũng có nghĩa là thần đã quên danh tiếng rồi. Vẫn phải tiếp tục trai giới. Đến ngày thứ bảy, thần đã có thể quên được hình thể tứ chi của bản thân rồi. Cũng có nghĩa là đến ngày thứ bảy đạt được cảnh giới quên mình. Đến lúc này, thần đã quên là thần đang làm việc cho triều đình rồi. Mọi người đều biết, làm việc cho triều đình thì tâm lo ngay ngáy, nhiều tạp niệm, sẽ làm không tốt. Lúc đó, thần sẽ vào núi. Sau khi vào núi, tĩnh tâm lại, tìm gỗ mà thần muốn, quan sát chất gỗ của cây, thấy có hình thái thích hợp, dường như vật chạm thành hình đã ở trước mắt. Sau đó, thần chặt cái cây thích hợp nhất đem về, thuận tay gia công, là nó liền thành ra những cái hiện nay. Tử Khánh cuối cùng nói, việc của thần không việc gì là không làm. Dĩ thiên hợp thiên, có nghĩa là lấy cái tự nhiên hợp với cái tự nhiên. Đó chính là bí mật huyền diệu của thần. Câu chuyện người thợ mộc khiến chúng ta ý thức được, có một tâm thái tốt, bình thản thì có thể đạt được trạng thái tốt nhất, làm được dĩ thiên hợp thiên mới có thể làm việc đến mức tốt nhất. Đây chính là đạo. Dùng những việc của bản thân hợp với quy luật nhất để thích ứng với quy luật. Vĩnh viễn không được đọ sức với quy luật, không được trái quy luật, không được nỗ lực vô ích, mà nên dùng cái tâm trong sạch sáng suốt của mình. Dùng trí tuệ nhìn xem sự việc nào có thể dĩ thiên hợp thiên. Thợ mộc trai giới 7 ngày, kỳ thực là vượt qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, quên đi lợi ích, không còn nghĩ dùng công việc của mình để đạt lấy lợi ích thế gian. Giai đoạn 2, quên đi danh dự, không còn nghĩ đến việc thị phi khen chê của mọi người quan trọng thế nào đối với bản thân. Giai đoạn 3, quên đi bản thân, con người chỉ đạt đến cảnh giới quên mình thì mới có thể làm việc tốt nhất được. Thời đại bùng nổ thông tin như ngày nay, nếu muốn thực sự làm động đến lòng người, làm thật tốt, thì ắt phải đạt được đạo lý chất phác lại huyền diệu mà người thợ mộc đã cho chúng ta biết. Đó là cần phải vượt qua 3 giai đoạn, quên lợi, quên danh, quên mình. Nếu có thể làm được 3 điểm này, chúng ta sẽ biết được chuẩn mực đại đạo thế gian, sẽ làm được thiên nhân hợp nhất. Điều này có khó không? Cũng không hoàn toàn quá khó. Chỉ cần chúng ta hướng vào tâm mình, tìm lại càng nhiều thứ đơn giản mộc mạc, đó chính là cái gọi là kiến tố nhi bão phác, tức là thấy cái mộc mạc ôm cái chất phác. Chương trình lắng đọng đêm về kỳ này đến đây xin tạm dừng. Bảo Trung chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe và kính chúc quý vị một đêm an giấc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.